dự án 5 căn nhà xây mới ở xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội được review ở trong video này. Mọi người đừng rời mắt khỏi video với căn nhà ngõ rất là nông, gần với trục đường ô tô, nó cách chỉ khoảng tầm 30m là ra tới trục đường ô tô và căn nhà ở kia. Xin mời mọi người theo em, theo dõi video này nhé. Và đây là căn nhà mà Ngọc Anh muốn giới thiệu với mọi người. Căn nhà cách với trục đường ô tô 30m thôi. Diện tích là 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, hướng nhà là hướng Tây Nam. Căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện, gần như là xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Với thông số nhà, mặt tiền 3m2 và cái chiều dài là hơn 8m một chút mọi người ạ. Với cái thiết kế cửa chính của ngôi nhà là cửa cuốn, căn nhà này thì còn một chút về cái phần dọn dẹp nữa thôi là quý vị có thể dọn đồ về ở luôn. Vị trí thì Ngọc Ánh chia sẻ rồi, đường nông ngõ thoáng ở Di Trạch, Hoài Đức. Với căn nhà này, giá chào bán hiện tại của ngôi nhà là 3.400.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Phần hoàn thiện cơ bản về cái căn nhà này thì đã gần như là xong rồi mọi người ạ, chỉ còn một nước sơn cũng như là cái dọn dẹp vệ sinh nữa là xong hết. Vị trí của cái căn nhà này thì gần với lại Mỹ Đình, gần với lại bác nào làm ở Cầu Giấy, gần với bác nào làm ở khu vực Hoài Đức và gần với bác nào làm ở khu vực Nam Từ Liêm, đi lại giao thông cực kỳ thuận tiện. Mặt ngõ gần đường ô tô, xung quanh ngập tràn tiện ích chợ, trường, phường, trạm, ủy ban nhân dân, trạm y tế mọi người nha. Đấy, đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Phần phòng bếp này thì đang là trong quá trình hoàn thiện một chút nữa đây, như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi. Còn một chút là cái phần dọn dẹp nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay với cái căn nhà này. Phụ kiện bếp thì đang được lắp đặt đầy đủ đây rồi. Và với phần tầng 1 thì còn một phòng vệ sinh. Thiết kế với cái căn nhà này thì vô cùng hợp lý, 5 tầng. Cái phòng vệ sinh thì đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng từ đầy đủ về cái bồn cầu và cái hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng. Tiếp theo, toàn bộ cái cổ trụ tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là thiết kỵ gỗ tự nhiên. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Xin mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Và ngoài đang ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì trên phần tầng 2 còn một chút về cái phần hoàn thiện sàn gỗ nữa mọi người ạ. Những cái căn nhà này mà nếu như không quay nhanh thì bán rất nhanh quý vị nhá. Không quay nhanh thì bán rất nhanh, bởi vì sao? Có một số dự án Ngọc Ánh gần như là chưa kịp quay thì đã bán hết rồi. Cho nên những cái vị trí như thế này Ngọc Ánh cứ quay lên và gửi tới mọi người, quý vị có thể đi xem và mua tại thời điểm này nha. Với cái thiết kế tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà này thì mỗi một tầng một phòng ngủ rất rộng, một phòng vệ sinh thiết kế theo kiểu master ở phía bên trong, ống chờ, dây chờ, điều hòa được lắp đặt đầy đủ. Căn nhà thì đầy đủ cửa mở ra ban công rất là thoáng, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim. Như vậy với cái căn nhà này chủ yếu nó là vị trí bất động sản, vậy thì Ngọc Ánh sẽ giới thiệu cho mọi người tầng 2, 3, 4 là như nhau rồi. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà. Đây là tầng 4 của ngôi nhà mọi người ạ. Đây có một chút thiết kế về cái sàn gỗ nữa thôi. Căn phòng này rất là vuông vắn, dễ dàng. Đây là ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Vị trí căn nhà thì đường ô tô như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, cực kỳ gần. Gần ở đây thì chung cư này, rồi là dân cư rất là đông đúc, vị trí đi lại thuận tiện. Đó, phòng vệ sinh ở phía bên trong. Nói chung là còn một chút nữa là hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở quý vị nha. Đây, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo. Đấy, đã có hệ thống điện, hệ thống nước rồi. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp quý vị ạ. Và cửa thông phòng thì thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim rất là chắc chắn. Tất cả các phòng ngủ thì đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đó, ở dưới chân Ngọc Ánh ở đây thì còn lát sàn gỗ nữa thôi nha mọi người. Và mời theo em lên trên phía tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Với tầng 5 của ngôi nhà, Ngọc Ánh vừa bước chân lên trên phía cầu thang. Ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang mọi người ạ. Như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng, tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ tự nhiên. Với cái phần tầng 5 của ngôi nhà thì hoàn thiện ở đây là phần để máy giặt quý vị nha. Đấy, ổ điện, sàn thoát nước và cái vòi chờ cấp nước. Và với tầng 5 thì thiết kế tiếp theo như sau. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Đây, một cái phòng thờ của ngôi nhà đây. Và phần còn lại, thưa quý vị, đây chính là phần sân phơi. Cái phần sân phơi này rất là hay ho nha. Ở đây với cái nhà 5 tầng này thì là mọi người có thể nhìn thấy là ở đây chủ đầu tư là thiết kế đổ toàn bộ trần tầng 5,
không giống như một số cái căn nhà mà là thiết kế mái tôn một chút như thế này để làm sân phơi. Ở đây chỉ cần mở cửa ra, quý vị phơi phóng là gió vào có thể thoáng, có thể khô hết quần áo. Với một cái căn nhà toàn diện ở thuộc xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, với căn nhà này thì hoàn thiện hết, gần như là xong rồi và sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà luôn, giá chào bán 3 tỷ 400 triệu đồng. Hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích 30m, thiết kế 5 tầng. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng gọi điện cho Hoàng Anh theo số điện thoại phía trên màn hình 0953 013 403 hoặc 0888 041 411 nhé. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.